Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng các chuyến bay chở khách đến Côn Đảo. Nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc để người ngồi trên thùng xe tại các tuyến đường miền núi. Giao thông Vận tải vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạm dừng các chuyến bay chở khách đến Côn Đảo bắt đầu từ 17 giờ chiều nay, mùng 5 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Được biết hiện Côn Đảo có nhiều đường bay thẳng đưa du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh Thanh Hóa ra Côn Đảo. Do đó để chủ động triển khai phương châm chống dịch tại chỗ cũng như ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, cùng Hàng không Việt Nam và các hãng bay ra quyết định tạm dừng các đường bay đến Côn đảo. Hôm nay ngày 5 tháng 6 là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Để kỳ thi diễn ra an toàn, lực lượng chức năng ở các địa phương có điểm thi tiếp tục bố trí lực lượng phân công cắm chốt tại các vị trí, phân luồng giao thông từ xa, đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông. Song song với tổ chức tuyên truyền lưu động, nhắc nhở phụ huynh và người nhà thí sinh không tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an các xã, phường có các điểm thi, đã phân công lực lượng cắm chốt tại khu vực trước cổng trường vào đầu giờ thi và cuối buổi thi, tập trung phân luồng, điều tiết giao thông. Nhờ đó tình hình trật tự công cộng và an toàn giao thông kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay được đảm bảo ổn định, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại khu vực cổng trường. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ vi phạm về quá khổ, chở hàng vượt quá kích thước chiều cao cho phép của xe, mà còn để người ngồi trên thùng xe trong cabin đu bám theo xe, là thực trạng đang diễn ra phổ biến trên tuyến đường miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, tiêm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Xe ô tô chở gỗ này để người ngồi vắt vẻo trên thùng phía sau của xe, trong khi xe vẫn đang hoạt động trên quốc lộ 27, đoàn có thị trấn Quan Sơn rất nguy hiểm. Trên thực tế, tình trạng này diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường miền núi của tỉnh như Quan Hóa, Lang Chánh, Bà Thước. Nhiều xe chở 5 đến 7 người ngồi trên cabin xe, thùng xe, thậm chí đu bám theo xe rất mất an toàn. Mới đây, vào tháng 3 năm 2021, trên địa bàn huyện Lang Chánh xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người ngồi trên cabin xe bị thiệt mạng. Trước thực trạng trên, thời gian qua, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ xe, lái xe tuân thủ quy định không để người ngồi trên xe đua bám theo xe. Công an huyện Quan Sơn đã tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý 5 trường hợp người ngồi trên thùng xe, phạt tiền 4,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng. Tuy rằng mức tiền xử phạt hiện nay theo quy định 100 tôi nghĩ là mức độ là như thế là đang còn xử lý thấp, nhưng cái ý thức xử phạt uh, kèm theo đó là tước giấy phép lái xe 2 tháng, đó là một biện pháp gian đe để mà lái xe, chủ xe là cũng thích gian đe để mà có biện pháp ngăn ngừa. Tuy nhiên, khó khăn của công an huyện Quan Sơn nói riêng và công an các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa nói chung là địa bàn rộng, trải dài hàng chục km và có nhiều đường ngang, lối mở. Vì vậy, nhiều lái xe vẫn trốn tránh, lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng không kiểm tra để hoạt động, chờ người ngồi trên thùng xe, trong cabin, chờ quá số người quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay là chỉ còn có 4 đồng chí, nên việc mà tuần tra để khép kín địa bàn là nó cũng chưa được đầy đủ cho nên là vẫn có những trường hợp nhân dân là lợi dụng cái lúc mà không có điện lực lượng tuần tra thì vẫn có đây đó vẫn xảy ra cái tình trạng này trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục là à, thực hiện các cái biện pháp để đạt hiệu quả tốt hơn hành vi để người ngồi trên thùng xe, đu bám theo xe, chưa vượt quá số người trên cabin xe, không chỉ vi phạm quy định luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho chính bản thân những người đu bám theo xe. Vì vậy, lực lượng chức năng các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm đối với chủ xe, lái xe và thậm chí cả những người cố tình ngồi trên thùng xe, đu bám theo xe, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.